Rồi, anh em để ý cái lượt dislike của cái video này nha. Mặc định là nó không có hiển thị cái lượt dislike trên YouTube nữa ha. Bây giờ mình refresh lại thử nè. Refresh, đây. Rồi, anh em coi nè. Đó, thấy không? Lượt dislike nó hiển thị lại bình thường rồi các bạn ha. Đó, đó là nội dung của cái video ngày hôm nay. Ok. Rồi, có thể nhiều bạn chưa biết á là tháng 11 vừa rồi á thì YouTube ra cái quyết định đó là sẽ ẩn cái lượt dislike trên tất cả những video trên YouTube ha. Nói chung là lý do họ đưa ra đó là bảo vệ cho người những người sáng tạo nội dung á, là kêu là để cho họ không có bị có những cái cảm xúc tiêu cực khi mà video có nhiều dislike quá ha. Đó thì đó là lý do của bên YouTube đưa ra. Còn ví dụ về phía mình đi, phía mình cũng là một người là tạo nội dung trên YouTube và cũng là người xem video trên YouTube bình thường ha, thì mình nghĩ gì khi mà có nút dislike và không có nút dislike? Theo mình á thì nút dislike rất là cần thiết ha. Với một người làm nội dung á thì nút dislike nó sẽ show ra kết quả là cái video đó bạn làm có chất lượng tốt hay không và có đáp ứng nhu cầu của người xem hay không ha. Đó, còn với tư cách là một người viewer, người xem bình thường á, thì mình vào một cái video á mà nếu mà có cái lượt dislike mà nó cao quá, mình sẽ biết ngay là video đó có vấn đề ha. Đó, bản thân mình á thì mình rất là hay lên YouTube, rồi lên internet á để mà search những hướng dẫn này nọ ha. Đó, thì khi mà mình vào một cái video á, đó thì mình nhìn vô cái lượt like và lượt dislike. Nếu mà cái lượt dislike cao quá thì mình sẽ biết ngay là cái video đó, cái hướng dẫn của cái video đó nó có vấn đề, nó không đúng. Lúc đó mình không cần phải coi cái video đó nữa, không cần mấy mất thời gian để mà coi hết cái video đó ha. Đó, thì nói chung về cá nhân mình á, cái lượt, cái hiển thị cái lượt dislike trên những video YouTube rất là quan trọng ha. Thì video lần này mình sẽ chỉ với bạn làm sao để mà nó, cái lượt dislike nó hiển thị trở lại ha. Đó, rồi thì sẽ hướng dẫn làm được trên máy tính luôn và cả trên điện thoại luôn các bạn ha. Bây giờ là mình sẽ demo trên máy tính trước ha. Ok, rồi thì có một cái extension cho Chrome này, cho Chrome này, cho những cái trình duyệt ha, ví dụ như Chrome này, Microsoft Edge hay như này nọ đó. Cái extension nó tên là Return YouTube Dislike. Bạn lên Google bạn gõ cái này ha, nó sẽ có ra cái trang mà để cài cái extension này ha. Đó, đây bạn vô trang này, rồi bạn cài cái này vô ha, add to Chrome nè, rồi bạn add vô, bạn chỉ việc add vô thôi ha. Nó sẽ hiển thị lại cái lượt dislike của những video YouTube ha. Đó, mình cài vô rồi các bạn, đây nè, đây là cái icon của nó nè ha. Bạn chỉ việc cài vô thôi, không cần phải chỉnh sửa các bạn nè. Bạn coi này nha. Đây, rồi. Số lượng dislike nó hiển thị lại bình thường này, thấy không? Đó. Thì nói chung cá nhân mình, dù là người sáng tạo nội dung hay là những cái người mà xem bình thường, thì cái lượt dislike này với mình cũng rất là quan trọng ha. Đó, thì đó là đơn giản là bạn chỉ cần cài cái extension này vô thôi. Return YouTube dislike. Đó là trên, ok ha. Đó là trên hướng dẫn trên máy tính ha, trên máy Mac hay là máy Windows cũng được. Còn nếu mà trên điện thoại thì sao? Trên điện thoại có cách nào để mà nó hiển thị lại cái lượt dislike không? Thì trên điện thoại cũng có các bạn ha. Nếu mà bạn dùng cái phần mềm YouTube chính chủ á, của YouTube để mà coi á, thì cái phần mềm đó nó cũng ẩn cái lượt dislike rồi các bạn ha. Bạn phải dùng một cái browser bên ngoài để mà bạn coi YouTube ha. Và cái browser đó phải cho phép cài được cái extension là cái return YouTube dislike nè, giống như là trên trình duyệt trên máy tính ha. Và cái browser đó tên là Kiwi browser ha. Bạn search cái Kiwi browser này nè, đó bạn cài cái này, nó có trên hình như trên iOS nó cũng có bạn ha. Đó, mình không xài iOS, mình xài Android để thấy nó có cái này này, Kiwi browser ha. Đó, bạn cài cái browser này vô máy tính, cái quên, vô điện thoại. Xong rồi bạn dùng cái browser này, bạn search cái này nè, cái extension này nè, Return YouTube Dislike, và bạn cài vô ha. Rồi sau đó thì bạn coi, bạn dùng cái trình duyệt này
bạn coi những cái video trên YouTube coi bình thường và nó sẽ hiển thị cái lượt dislike như cũ. Ok ha, đó là cái hướng dẫn để mà có thể xem được làm cái lượt dislike nó xuất hiện trở lại trên máy tính và cả trên điện thoại. Rồi, video lần này vậy thôi ha. Nếu bạn có thắc mắc gì á thì có thể để lại comment bên dưới ha. Còn nếu bạn thấy video này có ích á thì có thể cho mình một like. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà thấy bạn có thể là subscribe cái chân đất channel của mình đó. À, có cái nữa là mình có nguyên một cái, bạn nào mà muốn học biên tập video á ha, mình có nguyên một cái series hướng dẫn biên tập video căn bản cho những người chưa biết gì luôn ha. Đó, thì mình sẽ để link dưới phần mô tả cho bạn. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.